Vâng. Phần thứ hai thì xin kính mời đội Tiến Nghiêm và đội Trung Đồng cùng nhau di chuyển về sân số 2 để thi đấu cho hết vòng bảng trong buổi sáng hôm nay. Vâng. Vâng, một pha vào đà đập bóng rất căng của Bạch Dẫn nhưng chưa có điểm. Vâng, thì vâng, một pha đập lỏng cổ tay của Minh Nguyệt rất tinh quái ghi điểm cho Hoàng An 4-3. Không có người à ông? Không những đập căng mà thì cũng xử lý những pha đánh lỏng cổ tay. Mặt nhăn lắm. Vâng, ý đồ đưa bóng vào góc xa của Bạch Dẫn nhưng chưa. Vâng, điểm số cho Bạch và Hoàng An là 6 và Bạch Dẫn 3. Đây là đang trận đấu thứ 3. Và trong trận đấu này thì ban tổ chức xin kính mời đội Duyên Hùng và đội Hưng Thịnh thi đấu luôn trên sân số 1. Các ông bầu có vận động viên chuẩn bị đưa các vận động viên của mình về. Ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Văn Tú, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền hơi của Ngọc Tân ra sân vận động để có người gặp.